đoạn này, giai đoạn đầu của giai đoạn sơ sinh thì chúng ta thấy áp lực của bạch cổ có xu hướng tăng. Nhưng thông thường thì tầm trong gần một tuần và đến hết thời kỳ sơ sinh thì áp lực của bạch cổ sẽ xu hướng trở về bình thường như người lớn. Và chính vì áp lực động mạch phổi giảm xuống như thế, kháng trở mạch máu hệ thống tăng lên, nó sẽ dẫn đảo, dẫn tới hiện tượng đảo chiều sân qua ống động mạch nếu như mà còn tồn tại ống động mạch. Ngoài ra nữa thì khi mà có những cái vấn đề gì ạ, sau khi mà đứa trẻ đẻ ra thì ống động mạch sẽ có xu hướng đóng lại. Vậy thì cơ chế đóng ống động mạch nó phụ thuộc vào những vấn đề gì? Thứ nhất là nó làm những cái vấn đề mà tăng nồng độ oxy trong máu. Ở thời kỳ bào thai thì cái nồng độ oxy ở hai đầu ống động mạch nó chỉ rơi vào tầm khoảng 80-85. Nhưng khi mà chúng ta đứa trẻ đẻ ra thở hoàn toàn bằng phổi, cái nồng độ oxy trong máu lên được đến 100%. Chính vì cái bước nhảy oxy này nó sẽ làm tăng nồng độ oxy máu, và khi nồng độ oxy máu tăng lên thì có hiện tượng là co thắt và đóng ống động mạch. Đấy cũng là một cái cơ chế vì sao khi có những bệnh nhân mà tim bẩm sinh phụ thuộc ống động mạch thì chúng ta phải hạn chế cho bệnh nhân thở oxy. Bởi vì nếu chúng ta cho thở oxy thì vô tình sẽ làm cho ống động mạch đóng lại sớm hơn. Thứ hai nữa, trong cái giai đoạn mà sau sinh thì nó có sự giảm nồng độ của các prostaglandin và NO trong máu. Đây là hai những cái chất mà có khả năng là gây giãn mạch, trong gây giãn mạch chung và trong đó có giãn ống động mạch. Và cái vấn đề thứ ba nữa là thay đổi áp lực ở hai đầu ống. Như tôi đã vừa nói là bình thường thì áp lực đầu phổi nó sẽ cao hơn áp lực đầu chủ, nhưng khi đứa trẻ đẻ ra thì áp lực đầu phổi nó lại thấp hơn áp lực đầu chủ. Và với ba lý do này nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là làm cho ống động mạch đóng lại. Những cái vấn đề mà sẽ làm cho giữ mở ống động mạch đó là nồng độ NO cao, hoặc là những cái trường hợp mà bệnh nhân sử dụng paracetamol hoặc là gì ạ, ibuprofen hay acetaminophen là những cái thuốc mà nó có tác dụng làm cho cái oxy làm cho cái khả năng mà đóng ống động mạch bị gì ạ, đóng tăng cường lên. Đấy là đó là cái cơ chế mà vì sao người ta sử dụng những thuốc này trong điều trị đóng ống động mạch. Như vậy thì sự tồn tại một cái ống động mạch nó có thể là bệnh lý, nhưng mà có những cái trường hợp nó lại là một cái vấn đề là cần thiết cho đứa trẻ để tồn tại trong nhóm tim bẩm sinh phụ thuộc ống. Sang cái phần thứ hai thì tôi muốn giới thiệu là các tổn thương và phân loại tổn thương của tim bẩm sinh phụ thuộc ống động mạch. Đây ạ. Thứ nhất là trong trường hợp mà chúng ta đang nói về vấn đề về tim bên trái, và chút nữa thì chúng ta sẽ nói về tim bên phải. Thì trong trường hợp mà cái tổn thương mà nằm ở tim bên trái thì bao giờ nó cũng bắt đầu từ vấn đề của van hai lá. Đây là tình trạng của van hai lá. Tiếp theo là tình trạng của thất trái. Những trường hợp mà hẹp van hai lá nặng, những trường hợp thiểu sản thất trái, thiểu sản hoặc là hẹp nặng van động mạch chủ, gián đoạn quai động mạch chủ, hoặc là hẹp động mạch chủ lên, hẹp eo động mạch chủ, thì ở tất cả những vị trí này khi có cản trở dòng chảy từ thất trái ra động mạch chủ hoặc nhận máu từ nhĩ trái xuống thất trái thì tất cả những tổn thương này đều được gọi là tổn thương tim bên trái, mà gây làm cho cái dòng máu từ thất trái vào động mạch chủ bị hạn chế, và người ta gọi đây là nhóm tim bẩm sinh tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch. Vậy thì khi đó các bạn sẽ thấy rằng là gì, toàn bộ máu hoặc là chỉ có một phần máu đi ra được động mạch chủ, vì thế cho nên nó cần phải có sự tồn tại của ống động mạch. Do đó trong trường hợp này thì ống động mạch sẽ đưa máu từ bên động mạch phổi sang động mạch chủ. Các bạn lưu ý đây là trường hợp nhất, đây là gọi là phân loại tim bẩm sinh tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch. Đối với bên tim phải thì các bạn nhìn thấy đầu tiên là van ba lá, tức là teo van ba lá. Teo van ba lá thì máu từ nhĩ phải xuống thất phải đã là bị hạn chế rồi. Bước thứ hai tương tự như bên thất trái, nó sẽ là thiểu sản thất phải. Thiểu sản thất phải thì là tiền cánh của thất phải sẽ bị giảm. Cái thứ ba nữa là teo van hoặc là hẹp nặng van động mạch phổi. Cái thứ tư nữa chúng ta thấy là thiểu sản hoặc là không có thân động mạch phổi. Và một số trường hợp nữa nó có thể tồn tại là hẹp nhánh động mạch phổi. Vậy thì những trường hợp này chúng ta thấy máu sẽ đi từ thất phải lên động mạch phổi bị hạn chế, và khi đó máu sẽ được nhận từ động mạch chủ sang động mạch phổi qua ống động mạch, và trong trường hợp này ống động mạch sẽ đảm nhận là sân trái phải. Các bạn lưu ý là trong tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch thì sân qua ống động mạch sẽ là sân trái phải, còn trong tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch thì sân qua ống động mạch sẽ là sân phải trái.
các bạn lưu ý cái vấn đề này để nó sẽ là cái điểm mà chúng ta sẽ thi trong cái bài thi trắc nghiệm. Vậy là chúng ta, tôi đã nói là hai nhóm chính, đó là tim bẩm sinh có tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống, tuần hoàn phổi phụ thuộc ống và dạng phụ thuộc ống dựa vào cái sự pha trộn máu. Thế thì nó có đặc điểm giải phẫu như thế nào? Đầu tiên chúng ta lại nhắc lại một chút cái tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống. Ở đây chúng ta thấy đây là một cái tim bình thường, thất trái, thất phải. Và đây trong trường hợp này chúng ta nhìn đây, chúng ta thấy cái thất trái ở đây là cái số 3 đây, ở bên này nó chữ là LV, thì bên này nó là thất trái. Thì thất trái này nó nhỏ và thiểu sản, trong trường hợp này người ta gọi là thiểu sản. Và nếu trên kết quả siêu âm tim thì chúng ta thấy người ta sẽ đây là thất trái nhỏ, và kích thước của thất trái nó sẽ nhỏ. Và khi thất trái nhỏ như thế này thì chúng ta sẽ thấy được là tiền gánh của thất trái nó sẽ giảm. Khi tiền gánh giảm nó sẽ dẫn đến một cái thể tích nhắc bóp cũng sẽ giảm theo, mặc dù tim có thể co bóp tốt. Và đây là trường hợp này người ta gọi là thiểu sản thất trái, là một trong nhóm, một trong bệnh lý của tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống. Thì các bạn nhớ thứ nhất là thiểu sản thất trái, và trước đấy thì chúng ta sẽ nhớ đó là hẹp van hay là nặng. Thứ hai, trường hợp thứ hai đó là hẹp van động mạch chủ nặng. Trong trường hợp mà hẹp van động mạch chủ nặng thì cản trở máu từ thất trái vào động mạch chủ, và trong trường hợp này thì chúng ta cũng thấy là gì ạ, cần phải có một cái ống động mạch đưa máu từ động mạch phổi sang động mạch chủ, và sân hoa ống động mạch lúc này là sân phải trái. Và chính vì là sân phải trái như thế này cho nên có thể thấy được là gì ạ, bệnh nhân của chúng ta sẽ là có biểu hiện tím nhưng không tím nhiều. Bệnh nhân sẽ có biểu hiện tím không tím nhiều, và trong trường hợp hẹp van động mạch chủ thì máu khi qua ống động mạch xuống, động mạch chủ xuống và đồng thời vòng lên cả động mạch chủ lên, tức là nó vào cả thân động mạch cánh tay đầu bên phải rồi cũng như là động mạch dưới đòn trái. Chính vì vậy cho nên trong hẹp van động mạch chủ nặng đơn thuần như thế này thì không có chênh FPO2, mà khi chúng ta đo thì FPO2 thường nó rơi tầm khoảng 85-90%, nhưng không có hiện tượng chênh FPO2 giữa tay và chân. Và trong cái thiểu sản tim trái cũng như thế, không có hiện tượng chênh FPO2 giữa tay và chân. Còn lại với những trường hợp bệnh nhân bị hẹp eo động mạch chủ nặng mà có cái tình trạng ống động mạch thể trước ống động mạch, đây chúng ta thấy đây là động mạch chủ, thân cánh động, đây là cái thân động mạch cánh tay đầu, động mạch dưới đòn bên trái, và phần vị trí eo này, eo động mạch chủ thường hẹp bắt đầu từ dưới chỗ xuất phát của động mạch dưới đòn trái. Một số trường hợp nó có thể thiểu sản cả động mạch chủ ngang, và một số trường hợp thì nó thiểu sản toàn bộ, người ta gọi là thiểu sản qua động mạch chủ. Nhưng vị trí này được đánh giá là eo, và khi hẹp eo động mạch chủ như vậy thì sự tồn tại ống động mạch chúng ta thấy là điều tất nhiên phải có để đưa máu từ động mạch phổi sang động mạch chủ. Trong trường hợp này tôi nhắc lại, sân qua ống động mạch vẫn sẽ là sân phải trái, và khi sân phải trái qua đây thì toàn bộ máu đen sẽ được tống thẳng xuống động mạch chủ xuống, và chỉ có một phần rất nhỏ, thậm chí là nó sẽ không có vòng lên, do chỗ này đã bị hẹp cho nên vòng lên chỗ động mạch dưới đòn trái. Bên cạnh đấy nữa thì động mạch chủ lên vẫn nhận máu từ thất trái, vì thế cho nên trong trường hợp hẹp eo động mạch chủ nặng và thể trước ống động mạch, tức là cái ống động mạch nó ở phía sau của vị trí hẹp eo, thì chúng ta mới thấy được có hiện tượng chênh FPO2 giữa trên, giữa chi trên và chi dưới. Và ở đây tại sao chúng nó sẽ giải thích trường hợp này là tại sao chúng ta phải đo, là đo FPO2 có thể đo ở cả tay phải, đo ở tay trái và đo ở chân. Chân thì chân nào cũng được, nhưng không đến lúc cô thi cô hỏi là chân nào trái hay phải, lại phải, phải hay trái, lại trái là nó không đúng. Tức là bạch giả nói lên là chân nào cũng được. Nhưng cái tay thì các bạn có thể đo cả ở hai vị trí như chúng ta bị phân định được. Ví dụ như trong trường hợp này chúng ta đo ở vị trí tay trái thì tay phải thì đương nhiên là nó sẽ cao hơn vì nó nhận máu từ thất trái tống lên. Đo ở phía tay phải này thì nó sẽ còn nhận máu một phần của cái dòng máu đen từ động mạch phổi quạt sang. Chính vì thế cho nên là người ta sẽ là gì, bao giờ người ta cũng để mà cái chênh FPO2 giữa tay và chân nó rõ thì người ta phải đo ở tay bên trái, tay bên phải. Thì đấy là các bạn lưu ý. Và vậy thì hẹp eo động mạch chủ nặng mới gây nên triệu chứng là chênh FPO2 giữa tay và chân. Chúng ta nhớ như thế không đến cái mà vẫn thi trắc nghiệm của tôi lúc nào tôi cũng để chân nhưng mà không biết là nó chênh như thế nào, là cứ tích bừa và làm sai hết đấy. Thế còn lại nữa là vấn đề gián đoạn quai động mạch chủ, lần này cũng phải lưu ý. Trong trường hợp gián đoạn quai động mạch chủ, ví dụ nó có tip A, tip B và tip C. Tip A ở đây ạ, tức là như thế này ạ, chỗ này màu đỏ, tức là cánh tay đầu, cạnh gốc trái và dưới đòn trái.
hoàn toàn được cấp máu bởi động mạch chủ lên, tức là từ thận trái. Vì thế cho nên bệnh nhân của chúng ta nửa trên hoàn toàn không tím, nhưng mà ở nửa dưới, tức là động mạch chủ xuống, sẽ tím. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta thấy FPO2 ở tay phải sẽ bằng FPO2 ở tay trái và bằng cao hơn FPO2 ở chân. Đây là cái trường hợp mà chúng ta lưu ý là gián đoạn qua động mạch chủ tiếp A. Tiếp A nhé, tiếp B để nó lại khác, là chúng ta sẽ thấy là không có tranh FPO2 giữa hai tay, nhưng FPO2 ở tay sẽ cao hơn FPO2 ở chân. Ngược lại sang tiếp B đây ạ, tiếp B thì chúng ta thấy cái động mạch dưới đòn trái đây ạ, nó không ra từ cái quai chủ như thế này, mà nó lại đi ra từ ở vị trí dưới, tức là nó đây là ống động mạch đây, và chỗ này động mạch chủ xuống, còn đây nữa là quai và là cái động mạch dưới đòn bên trái. Thì trong trường hợp tiếp B này thì vô tình chúng ta sẽ thấy là gì ạ? FPO2 ở tay bên tay nào ạ? Tay nào? Tay phải, tay trái, à tay phải nó sẽ làm sao ạ? Cao hơn cả ở tay trái và cao hơn chân. Còn tay trái và chân là bằng gì ạ? Bằng nhau. Thế còn những cái trường hợp nữa, tiếp C thì nó hơi khó phân định. Tiếp C thì cũng có hiện tượng là FPO2 ở tay bên phải sẽ cao hơn cả tay trái và cao hơn cả chân và tay trái là bằng nhau. Như vậy có những trường hợp chúng ta chỉ cần đo FPO2 ở ba vị trí này, chúng ta đã tiên lượng được là bệnh nhân có gián đoạn quai chủ hay không. Thì đấy là một số bệnh chính của cái nhóm tim bẩm sinh có tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống. Và cũng nhân tiện ở đây thì tôi nói luôn biểu hiện lâm sàng của nhóm này là gì. Thứ nhất, trên lâm sàng sẽ không thấy, về mặt lý thuyết là chúng ta thấy nó có thể là tím, nhưng thực ra thì nó không quá tím. Thế nên chúng ta cần dùng từ là không rõ tím. Cái thứ hai nữa là ví dụ như trong trường hợp gián đoạn quai như này thì FPO thì rõ ràng nửa trên hoàn toàn là không tím, chỉ có nửa dưới là tím. Vậy thì tranh FPO2 chỉ gặp trong hẹp eo động mạch chủ nặng và gián đoạn quai động mạch chủ của tôi, còn trong hẹp van động mạch chủ và thiểu giãn thất trái không có hiện tượng là tranh FPO2 giữa tay và chân. Đấy là điểm thứ hai các bạn lưu ý. Điểm thứ ba nữa mà chúng ta phải lưu ý là gì ạ? Ở trong những trường hợp này thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Nó sẽ có hiện tượng là gì ạ? Máu nó sẽ ứ lại ở trên nhĩ trái, thì tất cả những cái này đã bị thiểu giãn thì máu sẽ ứ lại ở nhĩ trái và nó sẽ lên, nó ứ máu ở trên tĩnh mạch phổi. Vì vậy nó cũng sẽ có hiện tượng tăng áp gì ạ? Tăng áp phổi, như thường nó sẽ là tăng áp phổi ở mao mạch. Để chúng ta lưu ý, cho nên phổi nó cũng có tình trạng ứng huyết. Và một điểm lưu ý nữa là khi nghe tim, tức là khi đã có tăng áp phổi thì nghe tim ở nhóm này có thể gặp tiếng tê hai mạch nhưng cũng không quá nhiều. Và đồng thời tiếng thổi mà chúng ta nghe được qua ống động mạch thì không phải là tiếng thổi liên tục, bởi vì là gì ạ? Sân qua ống động mạch lúc này chúng ta nghe nó là sân phải trái chứ không phải là sân trái phải liên tục. Thì các bạn lưu ý cái điểm như thế. Còn đối với tim bẩm sinh có tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch, tim bẩm sinh tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch thì cũng thứ nhất là hội chứng thiểu giãn tim phải, chúng ta thấy vùng thất phải rất là bé, chưa? Và trước cái hội chứng thiểu giãn tim phải này nó sẽ có cái bệnh lý nữa, đó là teo van ba lá. Vậy thì teo van ba lá là nhóm tim bẩm sinh mà có tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch. Khi mà bệnh nhân của chúng ta có thông liên thất hạn chế, bởi vì như này ạ, khi teo van ba lá thì chúng ta thấy máu nó sẽ ứ lại ở cái RA, tức là cái nhĩ phải, sau đó nó sẽ sang bên nhĩ trái và nó xuống thất trái. Như vậy thì máu hoàn toàn sẽ không lên được phổi. Nếu như bệnh nhân không có thông liên thất thì đây là hoàn toàn thuộc ống rồi, nhưng nếu như mà cái lỗ thông liên thất này của nó lại lớn thì lúc này máu nó lại vẫn lên được động mạch phổi nhiều. Do đó với teo van ba lá, nếu như thông kèm theo thông liên thất nhỏ thì được gọi là nhóm tim bẩm sinh ít máu phổi. Còn nếu teo van ba lá kèm theo lỗ thông liên thất lớn thì nó lại thuộc nhóm tim bẩm sinh có tim nhiều máu phổi. Như vậy thì chúng ta thấy là thiểu giãn thất phải thì máu lên phổi ít nhá.
Và trong trường hợp này thì rõ ràng máu lên phổi ít thì bắt buộc phải có sự tồn tại của gì đây ạ? Tồn tại của ống động mạch. Nhưng mà sân qua ống động mạch lúc này sẽ phải là sân trái phải. Sân trái phải. Và sân trái phải như thế này thì chúng ta có thể nghe được tiếng thổi liên tục ạ. Liên tục ở vị trí ống động mạch. Và vì bệnh nhân máu lên phổi ít cho nên là thì khoảng những trường hợp teo van phổi hẹp van động mạch phổi chúng ta sẽ nghe đi tiếng T2M hoặc là tiếng T2 gì ạ? Tiếng T2 tương đồng. Đấy là cái thứ hai chúng ta phải lưu ý. Và ở những cái nhóm tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch này thì lâm sàng của bệnh nhân sẽ là tím sớm và tím khá là rõ. Cái mức độ tím của nó thì tỷ lệ nghịch với kích thước ống động mạch. Tức là nếu kích thước ống động mạch lớn thì cái tím nó thì không rõ. Còn ngược lại, kích thước ống động mạch còn nhỏ thì tím không sẽ rõ. Đấy là điểm khác biệt. Tuần hoàn hệ thống thì tím không rõ, tuần hoàn phổi thì tím rất rõ. Tuần hoàn hệ thống thì không nghe được tiếng thổi liên tục, tuần hoàn phổi thì nghe được tiếng thổi liên tục. Tuần hoàn hệ thống có thể gặp tranh FPO2 giữa tay và chân, nhưng tuần hoàn phổi thì không có tranh FPO2 giữa tay và chân. Các bạn lưu ý như thế. Ví dụ trong trường hợp này máu cũng từ thất trạng động mạch chủ sang động mạch phổi là không tranh FPO2. Đây ạ, cái trường hợp teo van ba lá như lúc nãy tôi nói. Ví dụ như teo van ba lá kèm theo kiểu sản thất phải hoặc lỗ thông liên thất hạn chế thì rõ ràng cũng là máu lên phổi ít. Nhưng nếu như nó teo van ba lá thất phải mà nó vẫn ok và cái lỗ thông liên thất này nó lớn lên tận đây thì rõ ràng máu lên phổi. Các bạn lưu ý cái điểm này. Ở những trường hợp như là hẹp nặng van động mạch phổi hoặc teo van động mạch phổi cũng như thế, chúng ta thấy sân qua ống động mạch sẽ là sân trái phải như thế này ạ. Một số trường hợp khác, ví dụ như tứ trứng pha lô mà có hẹp nặng đường ra thất phải, teo phổi, đánh vách teo phổi kèm theo thông liên thất, cơ chế nó cũng tương tự như thế, thì ống động mạch lúc này sự tồn tại của ống động mạch là bắt buộc để cho đứa trẻ tồn tại. Và cái loại tim bẩm sinh phụ thuộc ống thứ ba đó là dạng phụ thuộc sự pha trộn máu, tức là bắt buộc nó phải có sự pha trộn máu. Thì cái này đi thi các bạn cũng phải lưu ý đó là truyền gốc động mạch. Hầu hết các bạn chỉ nói được truyền gốc động mạch. Và nếu chỉ dừng lại ở truyền gốc động mạch thì sẽ không được liền. Và chúng ta sẽ phải nhớ là một cái mà bệnh lý truyền gốc động mạch. Đây ạ. Chúng ta nhìn trong trường hợp truyền gốc động mạch thì nó cần phải có sự trộn máu ở ba vị trí. Vị trí thứ nhất là ở thông liên khí. Vị trí thứ hai đó là vị trí ở tầng thấp và vị trí thứ ba là ở tầng động mạch. Thế thì trong trường hợp nó ít nhất nó phải có sự trộn máu tốt ở một trong ba vị trí này. Còn nếu như mà trường hợp mà chúng ta là gì ạ, không có thông liên thất, người ta gọi là truyền vào động mạch tạch vách liên thất, thì cái trộn máu của nó sẽ phụ thuộc vào tầng nhĩ và tầng ống động mạch. Nếu mà tầng nhĩ của nó lúc này lỗ thông liên nhĩ của nó lớn thì nó không cần ống động mạch cũng vẫn ok. Các bạn hiểu không ạ? Ví dụ kích thước lỗ thông liên nhĩ khoảng trên 6-7 thôi đã là ok, 6-7 mm trẻ sơ sinh là được rồi. Thì như thế là nó sẽ không gọi là đứa trẻ này phụ thuộc ống động mạch nữa. Nhưng nếu như tầng nhĩ của chúng ta, cái PFO của chúng ta nó chỉ có khoảng 3-4 mm thôi, mà tầng thấp này của chúng ta là không có thông liên thất, thì lúc này chúng ta thấy là gì ạ? Nó vẫn là phụ thuộc ống động mạch. Vì vậy cho nên trong cái case study mà khi tôi đưa ra, thì tôi sẽ đưa kích thước rất rõ ràng, sẽ phải phân tích là nó có phụ thuộc ống, không phụ thuộc ống. Thế những cái trường hợp mà chẳng hạn như bệnh nhân có kèm theo thông liên thất, nhưng thông liên thất của nó chỉ khoảng 3 mm là lỗ nhỏ rồi, 3-4 mm là lỗ nhỏ, PFO của nó khoảng 3-4 mm thì chắc chắn đứa trẻ này cũng phải vẫn là phụ thuộc ống động mạch. Và trong thực tế lâm sàng thì người ta sẽ thấy là gì ạ? Có một số trường hợp đợt trước là tôi khi mà chẩn đoán bệnh nhân, hội chẩn bệnh nhân thì đấy là cái thông liên thất của đứa trẻ rất 5 mm. 5 mm là mình nghĩ với một đứa trẻ sơ sinh trộn máu khá tốt, tầng nhĩ của nó tầm khoảng 3 mm. Thế nhưng mà FPO2 nó rất là tím, tức là cái đứa trẻ rất là tím và đòi FPO2 rất là thấp. Và đứa trẻ đấy cũng vẫn phải duy trì PGM1 và ngày đấy chưa có PGM1 thì phải đưa vào pháo vách liên thị. Và nếu như có đúng kiên nhẫn thì đứa trẻ. Vì vậy cho nên cái quyết định trên lâm sàng của một cái bệnh lý truyền gốc động mạch có phụ thuộc ống động mạch hay không là phải đánh giá mức độ tím của đứa trẻ. Cộng với nữa là gì, phối hợp trên siêu âm tim. Nhưng có khi là chiếc siêu âm tim của mình nó rất là ok thì bác sĩ siêu âm có thể thường sẽ mình đánh giá là cái lỗ thông liên thất nó tốt như thế nhưng mà lưu lượng máu qua cái lỗ thất ok không, lưu lượng máu qua cái lỗ thông liên nhĩ có tốt thì không,
thì tất cả những cái đấy chúng ta sẽ phải kiểm tra trước khi mà chúng ta quyết định là có can thiệp gì cho đứa trẻ hay là chúng ta cứ để như thế cho một. Và đối với cái biểu hiện lâm sàng của một bệnh nhân chuyển gốc động mạch phụ thuộc ống thì chúng ta biết khi ống động mạch đóng lại thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ sụt ra ngoài, tím tăng lên và bệnh nhân sẽ rơi vào cái tình trạng sốc. Thế còn trong trường hợp nếu như mà chưa rơi vào tình trạng sốc thì sân qua ống động mạch các bạn nhìn ở đây chủ yếu nó cũng là sân hai chiều. Thông liên thất nó cũng vẫn là sân hai chiều, BFO nó cũng là cái sân hai chiều. Vì vậy cho nên ở những bệnh nhân mà chuyển gốc động mạch này, nghe tiếng thổi thường rất khó nghe. Cùng lắm là nó cứ hơi, nó hơi thổi nó thổi phục nhẹ 2/6. Và vì vậy nếu như không đo FEV2 thì nhiều khi chúng ta sẽ bỏ sót nếu như bệnh nhân không rõ tím. Và đây đã cũng có những cái trường hợp là bạn đã bỏ sót bệnh nhân, tức là thì vào khám là không đo FEV2, nghe tim nghe ngay một tí, bỏ ngay một tí, nghe trên này, tiếng thổi của nó nghe được ở ống, vị trí ống, vị trí thông liên thất. Tất cả nó là sân hai chiều nên nghe rất là khó. Và bệnh nhân thì bỏ sót khi đi về, về bắt đầu động mạch nó đóng lại quay trở lại thì có thể trở lại sinh. Thế cho nên các bạn thấy là một trong những kỹ năng khám tim mạch là phải nghe đầy đủ các ống thông tin và phải nghe lúc trẻ có khám tim rất là kỹ. Và những đứa mà không nghe thì tiếng thổi mà em bỏ sót thì thường nó lại nặng. Chứ còn cái chuyện mà em nghe được tiếng thổi mà em bỏ sót thì thường cái bệnh tim của nó cũng bỏ sót đến một vài tháng chưa chắc là làm sao. Nhưng với những cái tim bẩm sinh phụ thuộc vào bỏ sót thì trẻ có thể đồng ý được là tử vong nếu chúng ta không cứu kịp. Và ở những cái đứa trẻ chuyển gốc động mạch này đẻ ra là chắc chắn đứa trẻ nó có tim. Vì thế với ba cái tim bẩm sinh phụ thuộc vào động mạch này thì hoàn toàn có thể sàng lọc bệnh tim bẩm sinh này bằng đo FEV2. Với nhóm tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống thì chúng ta sẽ thấy cái FEV2 của nó thường giảm dưới 95 trong thôi. Dưới 95 là mắc thường không nhìn thấy đâu, cho nên buộc phải đo FEV2. Và nhóm này còn có thể gặp tranh FEV2. Với nhóm tuần hoàn phổi phụ thuộc ống, FEV2 thường rơi ở 75-80-85 là cùng. Thì nhóm này đo FEV2 chúng ta phát hiện rất rõ. Với nhóm chuyển gốc động mạch như thế này, chúng ta đo FEV2 nó cũng rơi ở tầm khoảng 85-90 tùy theo sự trộm máu. Trộm máu càng tốt thì FEV2 càng cao, và trộm máu càng tệ thì FEV2 càng thấp. Thế thì những cái trường hợp như thế chúng ta thấy là vì thế cho nên test sàng lọc mà đo FEV2 nó chỉ cần là gì ạ? Chỉ cần là 3 lần đo của chúng ta FEV2 dưới 95% nào để bằng chỉ định đi làm sinh tim rồi. Đấy là điểm các bạn lưu ý, đừng có đợi là nó xuống tận dưới 90, chỉ cần dưới 95% thôi. Thì đấy là những cái điểm mà tôi nhấn mạnh. Thế còn lại về cái phần tiếp cận chẩn đoán thì vừa rồi tôi cũng đã nói rồi, đánh giá đầu tiên là có tím hay không tím, tím ở đâu, tím ở bên chân hay là tím toàn thân. Với cái bệnh lý hô hấp của chúng ta thì nó phải tím ở FEV2 tay chân nó phải như nhau. Nhưng trong trường hợp của chúng ta thấy FEV2 ở tay và chân nó có sự chênh là nó gặp ở trong nhóm 1. À, tôi quên nói thêm một cái nữa, tức là đối với cái chuyện gốc động mạch mà lành cách liên thất thì khi FEV2 mà nó chênh trong đó là gì ạ? Lành mạch liên thất PFO hạn chế phụ thuộc hoàn toàn vào ống động mạch thì cái FEV2 ở chân nó lại là cao hơn FEV2 ở tay. Đấy là cái điểm mà nó khác biệt và chúng ta có thể dựa vào đấy chúng ta chẩn đoán. Tiếp cận với thứ hai đối với tất cả các bệnh lý tim bẩm sinh là đánh giá xem có tăng lưu lượng máu lên phổi hay không để xem nó là thuộc nhóm nhiều máu hay ít máu. Và với những nhóm nhiều máu lên phổi thì đánh giá xem là có biến chứng tăng áp động mạch phổi chưa, và cái tăng lưu lượng máu lên phổi thì nó có dẫn đến tình trạng suy tim hay không, có dối loạn huyết động hay không, và một cái nữa là dịch bệnh tim nằm ở vị trí nào. Thì đây là cái cách tiếp cận của bệnh nhân tim bẩm sinh. Ở cái sơ đồ này nó cũng tương tự như thế thôi. Đầu tiên trên lâm sàng tôi vẫn dạng cho các bạn là đo FEV2 đánh giá là bệnh nhân có tím hay là bệnh nhân không tím. Sau đó chúng ta bắt mạch bẹn. Mạch bẹn này, động tác bắt mạch bẹn là động tác độc lập với chẩn đoán tim bẩm sinh. Có nghĩa rằng là gì? Bất kể một cái bệnh nhân nào cũng nên bắt mạch bẹn dù nó có tim bẩm sinh hay không. Bởi vì là gì ạ? Mạch bẹn mà bắt kém hơn mạch quanh, tức là chúng ta thường đến hẹp eo động mạch chủ. Mà hẹp eo động mạch chủ thì nó có thể đơn thuần hoặc phối hợp cho nên nhiều khi phát hiện ra bệnh nhân này có chuyển gốc động mạch rất là sung sướng rồi, nhưng đôi khi chuyển gốc động mạch lại kết hợp với cả em hoặc là không liên kết kết hợp với cả em rất là hay gặp. Do đó là cái việc mà bắt mạch bẹn thì chúng ta thấy nếu không bắt mạch mạch bẹn được thì chúng ta sẽ phải đưa sang cái vấn đề là hẹp động mạch chủ trước tiểu sản thất trái hoặc hẹp lỗ động mạch chủ. Đây là cái mà hướng đến là tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống sẽ rơi vào vị trí này.
Thế còn cái thứ hai nữa là chúng ta bước là chúng ta nghe tim. Nếu như mà gì ạ, chúng ta thấy tim có tiếng thổi, một bệnh nhân tim bẩm sinh có tim nhá, mà tim lại có tiếng thổi, thì chúng ta thấy hầu hết là nó sẽ thuộc cái nhóm tim bẩm sinh có tím ít máu lên phổi ở vị trí này. Còn với những trường hợp mà tim có tím hoặc nghe tiếng thổi không rõ, thì trong trường hợp này nó sẽ gặp với chuyển gốc động mạch, tăng áp động mạch phổi dai dẳng hoặc ngay cả thân trung động mạch nó sẽ nặng ở vị trí này. Thì tôi nhắc lại là nếu như một bệnh nhân tim bẩm sinh có tím, có tím đúng không ạ, nghe tim có tiếng thổi, lâm sàng không rõ suy tim, thì đấy là nhóm ít máu lưu phổi. Và nếu tím rõ ở sơ sinh thì phải xem có cần hoàn phổi phụ thuộc ống hay không. Chưa? Nếu lâm sàng bệnh nhân có tim, có biểu hiện suy tim, thường nghe tim sẽ không rõ tiếng thổi, thì đấy là nhóm tim bẩm sinh có tím nhiều máu lưu phổi. Đây cái biểu hiện lâm sàng của tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống, thì lúc nãy tôi cũng đã nói với các bạn rồi, có hiện tượng tranh FPO2 tím thì không rõ này, nghe tim thì chúng ta thấy là gì ạ, cái ví dụ như thổi tâm thung khoang liên sườn hai trái dưới xương đòn của ống động mạch thường là chỉ nghe được tiếng thổi của sân phải trái là thổi tâm thung thôi, không bao giờ nghe được tiếng thổi liên tục cả. Và một số trường hợp chúng ta nghe được tiếng thổi của hẹp eo động mạch chủ, đấy là các bạn lưu ý nhé. Và khi mà ống động mạch đóng lại, bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng sốc tim, viêm ruột hoại tử và suy thận. Còn lại thì tôi đã vừa nói là bệnh nhân này nó sẽ có biến chứng suy tim, cho nên sẽ thấy có bóng tim to, có nhu mô phổi tăng tưới máu, và siêu âm tim thì có giá trị chẩn đoán gần như là với cái nhóm tim bẩm sinh phụ thuộc ống động mạch thì chúng ta hoàn toàn có thể chẩn đoán dựa vào siêu âm tim. Đây là cái hình ảnh x-quang tim mà chúng ta sẽ nhìn thấy. Tức là đây là cái trường hợp mà chúng ta nhìn, đây là quai động mạch chủ. Trong trường hợp này chúng ta sẽ nhìn thấy có hiện tượng quai động mạch chủ. Còn vị trí này đổ về đây đó chính là cái tĩnh mạch chủ trên bên phải. Còn đây là quai động mạch chủ. Chỗ này chúng ta vẫn nhìn thấy cung động mạch chủ. Và cái trường hợp này chúng ta nhìn thấy chỗ này nó là cái thân động mạch phổ, tức là cung thứ hai là thân động mạch phổ. Và dưới này nó là cung thất trái, bên này là cung nhĩ phải, và cung thất phải sẽ nằm ở vị trí này. Thế thì một cái trường hợp mà chúng ta thấy là tuần hoàn phổi bình thường, đây là tuần hoàn phổi bình thường thì chúng ta thấy có sự phát triển đều của các mạch máu phổi, nó sẽ ra dần ngoại biên với kích thước giảm dần. Thì đây là cái tuần hoàn phổi bình thường, tưới máu nửa trên và nửa dưới như nhau. Đây, với những cái tuần hoàn phổi bình thường thì kích thước của phế quản và động mạch phổi đi cùng, thì nó thường có kích thước của động phế quản và động mạch phổi đi cùng. Đây ạ, phế quản là to này, động mạch phổi là đi cùng, thì thường có kích thước như nhau. Thì đây là một cái gọi là tuần hoàn phổi bình thường. Trong một số trường hợp, ví dụ như bệnh nhân có tăng tuần hoàn phổi, người ta gọi là tăng tuần hoàn phổi chủ động, tức là máu sẽ đi vào phổi nhiều như trong cái nhóm tim bẩm sinh sân trái phải, hoặc là nhóm mà tim bẩm sinh nhiều máu lên phổi và có tim, thì chúng ta thấy là khi máu lên phổi nhiều thì các mạch máu phổi sẽ có xu hướng giãn ra, và khi nó giãn ra như thế nó sẽ gây nên hiện tượng tăng áp lực phổi. Nhưng ở giai đoạn đầu nó chỉ là tăng áp lực phổi do tăng lưu lượng máu lên phổi, và cái quá trình này nếu như nó kéo dài nó dẫn đến một cái hiện tượng sơ hóa tái cấu trúc mạch phổi, nó gây nên tăng áp phổi cố định, và khi đấy mà nó tăng áp phổi cố định máu lên phổi lập tức trở nên ít. Do đó là nếu như máu vẫn còn đang lên phổi nhiều, trên tim chụp X quang tim phổi vẫn thấy còn hình ảnh xuất huyết, thì chúng ta hiểu được rằng là đứa trẻ này của chúng ta vẫn còn có khả năng phẫu thuật, mà nó mới là tăng lưu lượng máu lên phổi. Chính vì thế, chính vì cái cơ chế đấy cho nên và với cái nhóm tim bẩm sinh nhiều máu lên phổi, khi bệnh nhân bị viêm phổi thì chúng ta hạn chế cho thở oxy, bởi vì khi chúng ta cho thở oxy thì là mạch máu phổi sẽ giãn ra, máu lại càng lên phổi nhiều hơn, và như thế bệnh nhân có vô tình nó sẽ làm cho gì ạ, suy tim sẽ nặng nề hơn ngay sau cái giai đoạn bệnh nhân hồng hơn. Do đó là với cái nhóm này thì chúng ta thấy là duy trì oxy ở mức tầm khoảng 90 thôi, chúng ta phải cần đẩy oxy lên 100% như cái nhóm trẻ bình thường. Thì cái tăng tuần hoàn phổi chủ động nữa, ví dụ đây các bạn nhìn thấy nếu như tăng tuần hoàn phổi chủ động thì kích thước của phế quản nó sẽ nhỏ hơn kích thước của động mạch phổi đi cùng,
Trong trường hợp này các bạn nhìn thấy, nếu như chúng ta soi kính, ở đây là hình ảnh của soi kính lúp ấy, thì chúng ta thấy cái động mạch của nó là đi cùng đấy, còn trong khi cái phế quản đi cạnh, kích thước của nó nhỏ hơn. Như thế thì chúng ta thấy là phải tìm cố gắng nhìn từ bên cạnh cái góc mờ đấy, mà chúng ta chẳng biết nó là động mạch hay chúng ta là nhu mô phổi phế nang đúng không ạ, thì chúng ta phải tìm cái mà gì ạ, những cái phế quản đi bên cạnh xem kích thước của nó là như thế nào. Còn với cái nhóm tim bẩm sinh tuần hoàn phổi phụ thuộc ống thì tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, tức là bệnh nhân của chúng ta sẽ tím rất rõ và có thể vào với biểu hiện cơn tím nghe tiếng T2M, và đặc biệt chúng ta có thể nghe được thổi liên tục do còn ống động mạch, và bệnh nhân hầu như không có biểu hiện suy tim nhá. Chỉ suy tim khi bệnh nhân có hẹp van động mạch phổi nặng và không có thông nguyên nhĩ, thông nguyên thất cảnh ngang. Câu này thì nó khá là khó, nên là cứ nếu như mà hẹp van động mạch trù và phổi nặng, bệnh nhân chỉ có biểu hiện suy tim khi mà khi bệnh nhân không có thông nguyên thất hoặc thông nguyên nhĩ lỗ rất nhỏ, tức là máu ứ lại hoàn toàn ở bên nhĩ phải, khi đó van rất to trên lâm sàng và đấy là chỉ định phá vách nguyên nhĩ cấp cứu ở bệnh nhân này cộng với hệ năm van của phổi. Còn lại thì chúng ta thấy sẽ có hiện tượng là giảm tới máu phổi, đa hồng cầu hoặc là cô đặc máu đấy ạ. Thế đây chúng ta thấy, chúng ta cũng lại nhìn cái hình ảnh giảm tuần hoàn phổi. Bên đây là hình ảnh tuần hoàn phổi bình thường, còn bên này chúng ta thấy mạch máu phổi nó sẽ thưa thớt, cái kích thước nó nhỏ. Và chính vì cái mạch máu phổi thưa thớt, kích thước nhỏ, tức là máu lên phổi ít, nó sẽ dẫn đến hiện tượng phổi sáng. Do đó nếu như gặp từ phổi sáng thì có thể là phổi sáng, người bình thường chúng ta cũng là phổi sáng. Nhưng mà là gì ạ? Những trường hợp phổi sáng do giảm tuần hoàn phổi hoặc những trường hợp phổi sáng do tràn khí màng phổi cũng có thể gặp. Vì thế cho nên là các bạn sẽ, hoặc là trong trường hợp ứ khí nữa, như trong hen hoặc là trong khí phế thụ, thì chúng ta phải phân biệt được là đâu là những cái trường hợp là do giảm tuần hoàn phổi. Trong trường hợp giảm tuần hoàn phổi thì chúng ta có thể nhìn thấy là gì ạ? Các mạch máu phổi rất là thưa thớt. Chúng ta không nhìn thấy mạch máu phổi ở phần tận phần bụng rìa. Đây trong trường hợp này cũng như thế, nếu chúng ta đọc nhanh thì chúng ta nghĩ đến được là một cái, vì thế cho nên là những cái phim mà giảm tuần hoàn phổi nếu không để ý thì chúng ta thường đồng ý là bệnh nhân này có cấu trúc tim thật bình thường trên tim chụp X quang tim phổi thẳng. Và cái dạng phụ thuộc sự pha trộn máu thì tôi cũng đã vừa nói rồi, FPO2 ở chân cao hơn ở tay là đủ để chẩn đoán. Nhưng FPO2 ở chân cao hơn ở tay thường nó rất là rõ rệt trong trường hợp mà bệnh nhân hoàn toàn là gì ạ? Không có thông nguyên thất và PMO hạn chế, trộn máu chủ yếu là ở tầng động mạch thì cái biểu hiện trên này nó mới rõ. Và trong trường hợp điển hình của một cái TGA tức là chuyển động động mạch thì các bạn cũng lưu ý sẽ gặp hình ảnh thứ nhất là hình ảnh quả trứng treo với cái gì ạ? Có biểu hiện phổi là tăng tuần hoàn phổi, trung thất trên thì hẹp nhỏ, trung thất trên thì nói chung là nhỏ và đồng thời có cái hiện tượng là gì ạ? Nhĩ phải hơi lớn và không rõ hình ảnh của cung động mạch phổi vì nó có đảo vị trí. Như vậy thì có thể nói là gì ạ? Lâm sàng thì định hướng cho vấn đề chẩn đoán, còn cận lâm sàng đặc biệt là siêu âm tim sẽ có vai trò quyết định chẩn đoán. Do đó là với các bạn thì làm thế nào để chẩn đoán được, thì một là chúng ta nhớ là phải đo FPO2, hai là chúng ta phải bắt mạch vẹn, ba thì nghe tim cẩn thận đúng như cái yêu cầu và cái tiếp cận sơ đồ mà tôi đã đưa ra, và khi chúng ta phân tích tổng hợp những yếu tố đấy chúng ta đã cộng với chụp X quang tim phổi chúng ta cũng đã định hướng được đứa trẻ có khả năng bị một nhóm tim bẩm sinh gì. Nói chung thì là tim bẩm sinh phụ thuộc ống động mạch sẽ không khó chẩn đoán nếu chúng ta nghĩ đến và chúng ta ra chỉ định làm siêu âm tim. Tuy nhiên một số trường hợp bệnh nhân đến nó rất là đột ngột và nó nặng, vì thế cho nên là nhiều khi là chúng ta sẽ gì ạ, chúng ta sẽ bối rối và chúng ta không kịp nghĩ là nó có vấn đề gì. Và khi đã chẩn đoán hoặc là định hướng được là cái tim bẩm sinh phụ thuộc ống thì thứ nhất như tôi đã nói là hạn chế cho thở oxy hỗ trợ. Tuy nhiên là khi mức độ mức oxy xuống thấp thì chúng ta vẫn phải cho đứa trẻ thở để làm sao duy trì oxy nó cũng phải khoảng trên 70-75 chứ không thể để xuống dưới 50-55 được, cho nên chúng ta phải cố gắng tùy theo là cái nhóm tim nào. Ví dụ như với tuần hoàn phổi thì tôi chỉ cần để 70-75 là ok, nhưng với tuần hoàn hệ thống
hoặc là với những cái bệnh nhi mà chuyển gốc thì cái oxy nó có thể đẩy cao hơn một chút lên 7, 75, 80. Thứ hai là chúng ta duy trì ống động mạch bằng PGM1. Thế thì cái liều duy trì PGM1 thì nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào tình trạng ống và lâm sàng của đứa trẻ. Nếu như ống động mạch của đứa trẻ này là nó vẫn, đứa trẻ trên lâm sàng nó vẫn đang bình thường, vô tình chúng ta phát hiện ra nó chưa có biểu hiện của một cái tình trạng gì cả, thì chúng ta chỉ cần cho thuốc để duy trì giữ ống, tức là liều giữ ống. Còn lại nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân đang nặng, chúng ta cần phải, tức là ống động mạch đang có xu hướng đó, chúng ta cần phải mở ống, thì chúng ta phải dùng thuốc liều duy trì tái mở ống động mạch. Với cái liều tái mở ống động mạch, người ta có thể cho 20, 30, 50 nanogram cân nặng phút, tùy là cái. Còn lại với những cái trường hợp mà giữ ống thì tôi có thể chỉ cho 3 đến 5 trong tuần hoàn phổi của tụ ống. Nhưng tuần hoàn phổi của tụ ống thì tôi chỉ cần duy trì liều PGM1 là 3 đến 5. Cái này cũng rất là quan trọng để nhớ đấy. Và nếu như mà để trong tuần hoàn hệ thống thì tôi phải duy trì liều 5 đến 10 cao hơn. Bởi vì ống động mạch trong tuần hoàn hệ thống tôi phải duy trì kích thước lớn hơn là so với ống động mạch trong tuần hoàn phổi. Tuần phổi nó chỉ cung cấp mỗi cho phổi thôi, cho nên ống không cần quá lớn. Thế còn một số trường hợp, ví dụ như trong PCA, trong chuyển gốc động mạch thì phá vách liên nhĩ. Sau cái bước mà duy trì PCA1, nếu không phẫu thuật luôn, thì phá vách liên nhĩ phải được tiến hành, bởi vì chúng ta không sử dụng duy trì PCA1 kéo dài. Bởi vì cái phá vách liên nhĩ nó trộn máu ở tầng nhĩ nó tốt hơn về mặt sinh lý rất nhiều cho đứa trẻ. Ngoài ra nữa, chúng ta thể tạo sân trụ phổi với nhóm tuần hoàn phổi phụ thuộc ống. Đặt stent ống động mạch với nhóm tuần hoàn phổi phụ thuộc ống và phẫu thuật triệt để cho tất cả các nhóm tim bẩm sinh phụ thuộc ống. Vâng, đấy là cái phần bài này, tức là trong trường hợp này là đặt đường truyền. Thì có một điều nữa là tôi lưu ý, đây là liều 5-15 nanogram cân nặng một phút, như tôi cũng đã vừa nói rồi, có những điều chúng tôi đẩy 20-30 đến như tái mở ống động mạch. Chúng ta cho truyền như thế thôi, nhưng mà những trường hợp như thế này tốt nhất là các bạn đặt chủ đường thở của đứa trẻ để phòng tránh cái biến chứng bệnh nhân ăn đường thở đấy. Và phải đo huyết áp, tốt nhất là huyết áp của mạch sinh nhập để xem, về vì thuốc này nó có tác dụng giãn mạch thì nó cũng có thể gây hạ huyết áp. Một câu hỏi được đặt ra đó là tôi duy trì PGM1 đến khi nào? Thì những trường hợp như tôi vừa nói, đối với chuyển gốc động mạch sau giai đoạn duy trì PGM1, nếu như bệnh nhân đấy đủ điều kiện về cân nặng thì chúng ta sẽ gì ạ? Phẫu thuật sửa bằng một luôn, không cần qua giai đoạn phá vách liên nhĩ. Nhưng trong trường hợp cân nặng của đứa trẻ có 2 cân thôi thì chúng ta cần phải phá vách liên nhĩ, và chúng ta nuôi đứa trẻ khoảng 2 cân rưỡi đến 2 cân 8 thì chúng ta cũng không được, thì đó mới là ok. Thế còn những trường hợp mà tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch thì hầu như duy trì PGM1 xong là bệnh nhân sẽ được phẫu thuật luôn. Và những trường hợp đấy cần phải phẫu thuật rất là sớm, ngay cả hội chứng tiểu sản kinh trái cũng như vậy. Còn với tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch thì sau giai đoạn duy trì PGM1 thì dựa vào kích thước của hai nhánh động mạch phổi có tốt hay không. Nếu như mà tốt thì chúng ta có thể chờ đợi để chúng ta phẫu thuật sửa lần. Còn trong trường hợp mà không tốt thì chúng ta nên làm cầu nối trụ phổi cho đứa trẻ. Liều cao của PGM1 chúng ta có thể duy trì 1 đến 3 giờ và giảm liều dần, dựa vào cái biểu hiện lâm sàng đã cải thiện chưa trên siêu âm tim thì là cái kích thước ống động mạch đã được mở chưa, tức là chúng ta cũng phải lưu ý. Ở đây chúng ta có những cái trường hợp bệnh nhân là PCA, nó cũng là phụ thuộc ống nhưng mà nó không đến mức quá phụ thuộc ống. Sau đó chúng ta cho cái PGM1 và liều là ống động mạch nó mở loát ra, cộng với lại cái thông liên nhĩ nó vẫn còn không đến mức nó hẹp, thế là bệnh nhân rơi vào tình trạng là gì, phù phổ. Cho nên các bạn thấy là nhiều khi phải kiểm soát, không là thấy nó hồng, thì lúc đấy là nó rất là hồng, đứa trẻ nó không hề tím, nhưng đứa trẻ nó lại rất là khó thở vì nó có tình trạng máu lên phổi rất là nhiều. Nên là cái này là cái phải theo dõi lâm sàng. Và tác dụng phụ của PGM1 như tôi đã vừa nói là có ngừng thở, hạ huyết áp, rối loạn nhịp tim, dùng lâu có thể có biểu hiện sốt, đỏ da, tình trạng nhiễm trùng, kích động hoặc một số trường hợp kiểu đó là ngừng thở. Những điểm lưu ý khi dùng PGM1
là chỉ sử dụng thuốc pha trong vòng 24 giờ. Cho nên chúng ta pha vừa đủ trong vòng 24 giờ. Pha thuốc với đường 5 hoặc là muối 9 thì chúng ta cũng dễ nhớ thôi. Tác dụng phụ thường xảy ra khi bắt đầu điều trị. Tức là ví dụ với sơ sinh mà chúng ta dùng liều cao và liều kéo dài, và liều cao ngay mới bắt đầu điều trị rất hay có biểu hiện ngừng thở. Các bạn sẽ lưu ý những cái vấn đề đấy. Tóm lại thì tổn thương tim bẩm sinh phụ thuộc ống động mạch rất nặng nề, cần được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời. Về lâm sàng có 4 bước mà tôi đã vừa nói, đó là đo FPO2, mắt mạch vẹt, ngay tim, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ là gì ạ? Đánh giá tình trạng có suy tim hay không thì chúng ta định hướng và mới ra được quyết định siêu âm tim. Và điều trị nội khoa với PGM1 rất quan trọng trong khi chúng ta chờ can thiệp của phẫu thuật hoặc có ý kiến của chuyên gia. Thì đấy là toàn bộ cái bài tim bẩm sinh phụ thuộc ống động mạch. Thì chúng ta sẽ nghỉ khoảng 10 phút sau đó chúng ta chuyển sang bài thứ hai. Các bạn có câu hỏi gì không ạ?